Rồi chào anh em nha, hôm nay về cho anh em thêm ắc cò phách tết, ắc cò đen phách tết nha anh em. Dành cho anh em chơi cái dòng xe là Exciter 135, 150 nha anh em. Tất cả các dòng xe từ đầu bò viên tới đầu bò độ nha. Hiện nay là cái sản phẩm mình đó là cái cặp ắc cò phách tết đen độ đã được gia công xử lý lại chui cao tầng, giúp cho cái ắc cò mình chắc chắn hơn, tránh tình trạng bị kêu ắc cò này kia. Và đã được ắc cò này là đã được gia công là làm lớn lên, cũng như là nó lớn lên so với cặp ắc cò zin mình 1-2 chỉ nó rất là nhỏ, nhưng mà khi mà vô cái động cơ thì cái này nó cũng rất là quan trọng ha, đặc biệt là những cái đầu bò đồ chơi á, anh em nên thay cặp ắc cò nó lớn hơn 1-2 chỉ để tránh tình trạng mà gắn vô nó bị kêu đầu nha anh em. Thì giá trong cặp ắc cò độ phách tết đen này mình bán cho anh em là giá là 120.000 một cặp nha anh em. Anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ mình nha, 0933996332 ha. Thì cặp ắc cò này nó chỉ bao gồm là một cặp hai ắc cò, thì một chiếc nhạc sinh tên chỉ xài hai cái thôi nha anh em, đó hai cái thôi. Đây mình mở cho anh em xem ha, cặp ắc cò thì nó hai cái thôi, chính hãng của Phách Tết Racing nha. Đây, ắc cò đen đã đuôi nhiệt cao tầng nha anh em. Cái này là nó làm lớn hơn 1-2 chỉ so với một cái cặp ắc cò zin nguyên bản của Yamaha nha. Thì mình khi mình gắn vô nó có độ bót, tránh tình trạng á là bị kêu đầu, và nó trong quá trình sử dụng ở tua máy cao nó không có bị đẩy ra ngoài, là nó không có hư cái bách chậm cam nữa. Nói chung là cái việc mà làm 1-2 chỉ này là người ta đã tính toán cho anh em để cho mình được chiếc xe vận hành êm ái và nhẹ nhàng nha. Rồi, cặp ắc cò đen này mình bán 120.000 cặp, anh em nào có nhu cầu liên hệ mình nha, 0933996332 nha. Ắc cò đen Phách Tết Racing giá là chỉ có 120.000 một cặp thôi nha, phí ship anh em tự lo nha anh em.